từng là thành lũy của quân và dân huyện Bình Sơn trong kháng chiến chống Mỹ. Rừng dừa nước Cà Nên với những hàng dừa vươn cao tạo ra nhiều luồng chập chạy dài ngút ngàn. Đến rừng Cà Nên, du khách được thưởng ngoạn bữa tiệc thị giác do thiên nhiên ban tặng và được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị của người dân địa phương. Từ bao đời nay, rừng dừa Cà Nên trở thành lá phổi thiên nhiên che chở bảo vệ cuộc sống của người dân. Nguồn lợi thủy sản tự nhiên như cá, tôm, cua và các sản phẩm từ trái dừa nước đã mang lại cuộc sống no đủ cho nhân dân. Trước những giá trị cảnh quan sinh thái to lớn của rừng dừa, một hướng đi mới được địa phương đang tập trung đẩy mạnh, đó là đưa rừng vào khai thác du lịch bền vững, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Địa phương tổ chức lực lượng bảo vệ, không để khai thác tận diệt, hủy hoại môi sinh, môi trường rừng. Rừng dừa nước Cà Nên mang một giá trị vô cùng to lớn. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành điểm kết nối cho tuyến du lịch làng gốm Mỹ Thiện, bầu cá cái và gành yến của huyện Bình Sơn, là lá phổi xanh bảo vệ người dân trước những biến đổi cực đoan của khí hậu.